Xin chào quý vị, xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo tử vi tuổi Bính Tý sinh năm 1996 Nam Mạng trong năm 2024 Giáp Thìn. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần 1 tuổi Bính Tý sinh năm 1996 Nam Mạng trong năm 2024 Giáp Thìn. Thưa quý vị, Nam Mạng sinh năm 1996, 29 tuổi âm lịch, mệnh giản hạ thủy, tức là nước khe suối, thiên can Bính, địa chi Tý, Nam Cung Tốn, năm xem 2024, Giáp Thìn 2024. Mệnh Phú Đăng Hỏa, tức là lửa đèn to, thiên can Giáp, địa chi Thìn. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần 2 sao chiếu mệnh tuổi Bính Tý 1996 Nam Mạng năm 2024. Thưa quý vị gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh. Sao Thổ Tú là một hung tinh trong cửu diệu niên hạn. Mặc dù mức độ ảnh hưởng của sao Thổ Tú là không lớn, nhưng nó cũng có thể gây ra những hạn xấu mà mệnh chủ cần lưu tâm. Gặp tiểu nhân hãm hại, sao Thổ Tú chiếu mệnh thì làm ăn khó thuận lợi. Xung quanh luôn có những tiểu nhân gièm pha, phá hoại, mọi sự khó thành. Chính vì vậy cần chú ý, phân định rõ kẻ tiểu nhân, đừng để bị lợi dụng mà hại thiệt thân. Về vấn đề sức khỏe, với người có sao Thổ Tú chiếu mệnh hay bị đau ốm nhưng bệnh không quá nặng. Về vấn đề xuất hành, người có sao Thổ Tú chiếu mệnh thì xuất hành đi xa không thuận lợi, nên hạn chế đi xa, tránh gặp rủi ro, tai nạn. Về chuyện tình cảm, do sao Thổ Tú chiếu mệnh, chuyện tình cảm không được suôn sẻ, nhiều trắc trở, xảy ra cãi vã, tranh chấp không đáng có. Khi hiểu sao Thổ Tú là gì, quý vị hiểu rằng khi sao chiếu mệnh, quý vị thường trong lòng hay mang mác một nỗi buồn, tâm lý không vững vàng, hay hoài nghi, không hăng hái trong công việc làm ăn, song cũng không gặp vấn đề gì lớn. Vì thế nên tìm cách điều chỉnh cảm xúc của mình bằng những điều tích cực. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần 3 vận hạn tuổi Bính Tý 1996 Nam Mạng năm 2024. Thưa quý vị gặp hạn ngũ mộ. Hạn ngũ mộ là hạn bất của, hao tài bất an, tránh mua đồ lậu, mua đồ không có hóa đơn, chớ cho người ngủ nhờ, kẻo có tay bay vạ gió, để phòng hao tài bất của. Muốn tìm hiểu sao ngũ mộ tốt hay xấu ra sao, chúng ta không thể bỏ qua câu thơ diễn nghĩa về hạn ngũ mộ như sau. Ngũ mộ hạn xấu tốn tài, thiên tinh mắc phải dạ tai ngục hình. Thưa quý vị, căn cứ theo ý tứ của câu thơ, ta có thể thấy hạn ngũ mộ là một hạn xấu, gây tổn thất, thiệt hại nặng nề về kinh tế, tài chính và tiền bạc. Người gặp hạn ngũ mộ sẽ luôn gặp vấn đề về tiền bạc. Nói chính xác hơn, đó là sẽ bị mất mát về tiền của. Trong đó nặng nhất, rõ ràng nhất, đó là việc mua bán hàng hóa không có hóa đơn, đồ đạc, dễ mua phải đồ kém chất lượng, đồ không tốt. Nếu khi mua bán không có giấy tờ hóa đơn rõ ràng, có thể bị hỏng, không được bảo hành, bị mất trộm. Những người gặp hạn ngũ mộ thường gặp thua lỗ trong đầu tư kinh doanh, cơ hội kiếm tiền giảm đi, rất khó có thể kiếm được nhiều tiền. Hơn nữa, kiếm tiền đã khó, giữ tiền lại càng khó hơn, vì nguy cơ phải chi tiêu mua sắm hay anh em bạn bè có việc mà phải giúp đỡ cho họ về phần tài chính. Ngoài ra, việc cho người khác ngủ nhờ cũng sẽ gây nên hao tiền tốn của, bởi có thể gặp phải người gian trộm cắp, dẫn tới thiệt hại về tài chính của mình và gia đình. Cổ nhân thường nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Quý vị gặp hạn ngũ mộ nên làm theo như hướng dẫn để tránh tai họa quá lớn xảy ra với mình và gia đình. Thưa quý vị, thứ nhất, nên tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện, ủng hộ quyên góp đối với những người có hoàn cảnh khó khăn bất hạnh, nên giao kết với những người lương thiện, tránh những người lừa gạt lưu manh dẻo miệng. Thứ hai, trong các hoạt động làm ăn, thương mại, kinh tế nên thận trọng, tránh đầu tư sai lầm dẫn đến hậu quả xấu. Khi mua sắm đồ đạc cũng phải lựa chọn những sản phẩm, thương hiệu có uy tín, có bảo hành đàng hoàng. Thứ ba, nếu quý vị có nhiều tiền nên mua bảo hiểm, gửi tiết kiệm, tránh để nhiều tiền trong nhà để phòng trộm cắp. Về vấn đề thứ tư, hạn chế cho người khác ăn ở tại nhà mình. Nếu có thì cần phải đề phòng cẩn thận, không được lơ đãng, khiến kẻ gian có cơ hội vụ lợi, trộm cắp hoặc gây nên những điều bất lợi cho mình và gia đình. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần 4 vận niên tuổi Bính Tý 1996 Nam Mạng năm 2024. Thưa quý vị gặp vận niên kê hồi viên, có nơi gọi là kê giáp viên. Kê hồi viên tức là gà về vườn, về với no đủ. Do vậy, quý vị gặp vận niên kê hồi viên là một năm vui vẻ hạnh phúc, nhiều thức ăn. Năm này cầu gì được nấy, tài lộc quan chức đều được. Trong năm quý vị gặp vận niên kê hồi viên, mọi việc đều được thành công rực rỡ. Còn về vấn đề tình cảm, trong năm gặp vận niên kê hồi viên thì việc dự tính, tính toán từ lâu của quý vị sẽ được thực hiện thành công, thành công nhờ may mắn và sự liều lĩnh của quý vị. Tuy nhiên, quý vị cũng phải cẩn trọng trước mọi việc. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần 5 năm 2024 tuổi Bính Tý 1996 Nam Mạng với các hạn. Người tuổi Bính Tý cần tránh các năm tam tai dần mão thìn, năm 2024 Giáp Thìn. Theo cách tính này thì gia chủ 1996 Bính Tý sẽ phạm đại kỵ tam tai. Năm 2024 Giáp Thìn
gia chủ 1996 binh tý là 29 tuổi âm lịch. Theo cách tính này, gia chủ sẽ không phạm kim lâu. Năm 2024, quý vị phạm tuổi ngũ thọ tử, phạm hoa ngốc ngũ thọ tử, có câu ngũ tử ly thân, phòng tử biệt. Tuổi này quý vị kiêng xây nhà mới, sửa nhà hay chuyển nhà. Binh tý 1996, năm 2024, năm Giáp Thìn sẽ không phạm thái tuế. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần 6, cuộc đời tuổi binh tý 1996. Thưa quý vị, tý, chuột là con vật xuất hiện khắp mọi nơi trên thế giới và được biết đến là loài có sức sống bền bỉ, thông minh, lanh lợi. Đây cũng là điểm đặc trưng của những người tuổi tý. Trong suốt cuộc đời, họ luôn lạc quan vui vẻ, dù cho phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn. Người binh tý khá nhạy cảm, họ có trực giác tốt và trí tưởng tượng phong phú. Bề ngoài của họ có vẻ là người kín đáo, dè dặt, nhưng trên thực tế thì lại không phải như vậy. Họ gần gũi, sống hòa đồng với mọi người. Vì vậy mà xung quanh họ có rất nhiều bạn bè. Người tuổi tý luôn trân trọng các mối quan hệ xung quanh mình. Có đôi khi họ thể hiện quá mức khiến người khác nghĩ rằng họ sống ỷ lại vào người khác. Một nhược điểm nữa của người tuổi này chính là sự khó tính hay phàn nàn và soi mói người khác. Những người tuổi binh tý là nam giới, phần lớn đều đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Họ hay thay đổi ý định, không bao giờ có được một cuộc sống yên bình mà tự tạo ra nhiều sóng gió cho cuộc đời của họ. Cuộc đời có lắm đau thương về mặt xã hội, tiếng tăm và địa vị khiêm nhường. Họ ham thích những điều gì xảy ra trong thực tại hơn là những chuyện viển vông ảo tưởng. Sự nghiệp và cuộc đời của họ vẫn đi đôi với nhau, tạo được những điểm đặc biệt trong cuộc đời. Sẽ còn nhiều thay đổi và luân chuyển mãi cho đến hết cuộc đời mà không bao giờ có sự trầm lặng trong sự sống của họ. Đường công danh cũng có nhiều thay đổi quan trọng. Tuy nhiên, nhờ có nhiều phúc đức nên con đường công danh thường được phát triển tốt đẹp. Tuổi thơ thường hay có sự thay đổi, nhưng lớn lên thì tạo được nhiều tên tuổi. Gia đạo của những người nam tuổi binh tý cũng hay có sự buồn phiền không nhờ được thân tộc, họ hàng trong việc tạo nên danh phận mà lại nhờ bạn bè thân thiết giúp đỡ nhiều hơn. Cùng với đó cũng có thể nhờ sự trùng hợp của tuổi vợ chồng mà cuộc đời gặp nhiều may mắn hơn nữa trong cuộc sống. Người nữ mệnh tuổi binh tý gặp nhiều may mắn, họ khôn lanh nhưng đến năm 31 tuổi sẽ gặp nạn do trở ngại về cá nhân và thân thể. Cuộc đời của họ luôn gặp nhiều may mắn, có thể tạo được công danh sự nghiệp trong một thời gian ngắn. Đời sống của họ có phần sung túc đầy đủ, việc gia đình thì yên ấm và thuận hòa trọn vẹn. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần 7, tuổi binh tý 1996 nam mạng năm 2024. Thưa quý vị, tuổi binh tý 1996 nam mạng đạt được 6/10 phần hợp với năm Giáp Thìn 2024. Năm 2024 là năm tốt đối với gia chủ binh tý 1996 nam mạng 29 tuổi. Quý vị cần phải chú ý, đây là thời điểm quý vị cần dành cho việc phát triển công việc, bởi vậy sẽ cần trau dồi nhiều kỹ năng, không những trong công việc mà còn cả kỹ năng mềm trong cuộc sống để có thể ứng biến với mọi việc. Xem tử vi 12 tháng âm lịch trong năm 2024, tuổi binh tý 1996 nam mạng. Thưa quý vị, tháng 1 đầu năm vui xuân cùng với gia đình, quý vị có nhiều niềm vui thoải mái trong tháng này. Tháng 2 công việc bắt đầu khá thuận lợi và gặp nhiều may mắn đưa tới. Tháng 3 nam mạng, quý vị khởi động công việc trong thời điểm này rất tốt, như kinh doanh buôn bán, đầu tư tài chính, kinh doanh bất động sản đều gặp nhiều may mắn. Tháng 4 công việc học tập làm ăn buôn bán rất tốt, có quý nhân giúp đỡ. Tháng 5 quý vị cần phải quan tâm tới sức khỏe của bản thân, vì tháng này công việc của quý vị có nhiều áp lực, quý vị cần phải cẩn thận, kẻo sức khỏe không được tốt. Tháng 6 khi quý vị đi ra ngoài, chú ý miền sông nước. Tháng 7 trong tháng này quý vị phải cẩn thận, bởi vì đây là tháng cơ hồn, mọi việc quý vị muốn tiến triển thì phải chờ thời gian sau mới tiến hành làm việc. Còn trong tháng 7 âm lịch, quý vị không nên làm việc gì, giữ nguyên hiện trạng ban đầu. Tháng 8 công việc của quý vị ổn định, tuy nhiên quý vị cần phải tập trung phát triển nghề nghiệp của mình lên một tầm cao mới. Tháng 9 nam mạng công việc ổn định, có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Tháng 10 công việc khá thuận lợi và gặp nhiều may mắn đưa tới, có quý nhân giúp đỡ. Tháng 11 trong công việc kinh doanh buôn bán mọi chuyện đều rất tốt, tiến triển thuận lợi. Tháng 12 quý vị cần đề phòng có kẻ ném đá giấu tay.